Quý vị thân mến, mận là cây ăn quả đặc sản ở xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An và là cây trồng xóa đói giảm nghèo của nhiều hộ đồng bào người Mông. Thời gian gần đây, một số thương lái ở nơi khác tới thu mua quả mận non theo kiểu tận thu với giá khá cao. Sự bất thường làm cho chính quyền và người dân không khỏi lo lắng. Ông Lầu Ninh Và, bảng Mường Lống 2, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, có trên 60 gốc mận tam hoa đã gần 20 năm tuổi. Những năm trước đây, mỗi dịp vào vụ mận chín, gia đình ông thu về số tiền từ 10 đến 15 triệu đồng. Vụ mận này, dù số diện tích mận của gia đình ông vẫn chưa vào chính vụ thu hoạch, tuy nhiên ông đã thu hái gần như toàn bộ số mận non trong vườn để bán cho các thương lái với giá cao. Người bạn nhìn là mình chỉ có triệu lên là lại quấy đợt xuống. Là đợt sống là mình bức, mình lại bỏ trong bì là đưa ra cho họ cơm thì họ lại thôi. Không phải chọn nữa. Của xanh nhìn như rửa nha, không để mua là chí. Mà dân thì có họ mua thì dân thì còn bán thôi. Có nhà nhiều là cũng đưa nhiều đó, 15 triệu trở xuống đó. Theo người dân cho biết, đây là lần đầu tiên có thương lái đến thu mua mận non với số lượng lớn và trả giá cao như vậy. Các hộ gia đình với từ 80 đến 100 gốc mận đã có thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng. Thương mại vô mua mận ở đây là họ đánh xe vô mua đây là họ đưa bì và nở vô để trong nhà tôi, đối với mận xanh thì 1 cân 7 nghìn. Không họ mua để làm gì thì dân không biết, nhưng mà họ mua đã thì dân ta bán cho họ thôi. Hiện quả mận vẫn còn rất non và xanh, chỉ đạt 1/3 trọng lượng khi mận chín. Tuy nhiên thương lái vẫn thu mua với giá khá cao, gấp 2 lần so với các năm trước, với số lượng lớn rồi nhanh chóng chuyển đi trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, ai là người thu mua và số mận non được chuyển đi đâu, để làm gì thì hầu như không có ai biết. Chính quyền địa phương chúng ta thì nó thực ra nguồn gốc của họ đi mua thì cũng không nắm được. Chỉ nắm được gì chủ mua, chủ công ty đó lên đây là để mua là giá từng này, từng nọ và từng kia. 7.000, 10.000 thôi. Xả thì nó thực là cũng chưa nắm được cái vấn đề là hắn mua về chế biến, hay là mua về tiêu thụ, hay là sử dụng cho gia đình. Thời gian qua, nhiều nơi xảy ra tình trạng thu gom các sản phẩm nông nghiệp bất thường của thương lái để bán sang Trung Quốc với giá cao, sau đó lại bỏ không mua nữa, làm thương lái của địa phương rơi vào cảnh gom hàng nhưng không biết bán ở đâu. Vì vậy, người dân cần phải hết sức đề cao cảnh giác.